Đang làm gì đó đại ca? Đại ca hai. Đâu mai? Mai gì đây ông? Mai dài. Mai dù hả? Rồi, ờ đúng rồi, đang lựa mai dài thiệt mọi người. À đâu dơ đi, dơ cây mai lên cây. Ồ, coi nè, nó dài mà nó bự mà nó cao mà nó mập. Trời, ghế nè. Đa dạng nha, đa dạng lộn xộn, kiến kìa. Rồi đây cả nhà ơi. Ôi nè, ông nhỏ ông sắp mai ra nhìn phê luôn. Lựa cây mập nha. Cây ốm như ông là không lấy nha. À, mọi người ơi, đang thanh lý á, cả nhà đang thanh lý cái vườn này nè. Hai ông bà này vô nhỏ tàn sát đó mai người ta ha. Lựa toàn là cây bự không, bỏ cây nhỏ lại. Đây cả nhà, nó chứ lô này đẹp dữ lắm mọi người ơi. Đó, lô này nó có nhánh luôn á mọi người. Đây nè. Rồi cái lô này thì thật sự là người ta đang còn chỗ thiệt. Bởi vì bên kia cả nhà nhìn thấy ha, bên kia là người ta đang dọng cái bịch đó cả nhà, để chuẩn bị cho một cái mùa mới. Và bây giờ được cấy mới rồi, bây giờ còn chè ề cái đám như thế này thì phải bán thôi ha. Bán rẻ xíu cũng phải bán luôn á cả nhà, để cấy cái mùa mới ha. Rồi cái lô này em bán có 5k9 thôi cả nhà, 5k9 một cây thôi. 50 cây chúng ta còn được bao ship nè, và tặng thêm cho chúng ta 3 cây nữa nè. Đó, đây nha cả nhà ơi. Đó, đây. Ồ, rồi ai thích lô này thì alo cho vườn mai nhà em nha.